Nay mình tình yêu chỉ cho anh chị em làm cái mẫu mới nha. Mẫu mới đẹp cực kỳ luôn. Ok, cái màu này chỉ có một cái màu blue này thôi. Nó gọi là sky blue. Ok. À, mình lấy cái màu này mình làm rất là đơn giản luôn. Mới ngồi mình nghĩ ra, nhưng mà chia sẻ cho bạn trước. Ok. Đây là bướm, các đủ thuốc các loại bướm mình order trên eBay, Amazon ha. Nó có đủ loại bướm màu, đủ màu cho mình chọn ha. Bướm màu xanh này đi. Màu xanh này nó hòa với cái màu này hơn. Ok. Mình để đây. Đó, mình lấy một cái móng tay của khách hàng đây ha. Mình làm đẹp lắm, đẹp nhất ngách luôn. Đó, bây giờ mình dùng cái liquid. Đây. Mình sẽ làm cho mấy bạn coi ha. Lỗi quá, xanh nông nổi. Nay tình yêu làm từ sáng giờ nó ế quá, ngồi chơi không. Đó, giờ mình làm. Thường mình làm cái blue là mình không cần cái gì hết á, mình chỉ cần cái blue này. Cái lô mình zoom ra chút cho bạn coi ha. Đó, zoom ra cho bạn dễ coi. Đó, nhớ nè, cái nước cái màu blue này mình lấy lên nè, mình bỏ lên nè. Đó, mình bỏ lên nè, mình đưa xuống nè. Khỏi cái chỗ này. Là mình tưởng tượng đây là cái ấy của mình ha, mình kéo xuống luôn. Bây giờ mình kéo xuống luôn. Đó. Mình kéo cái màu luôn nó xuống luôn cho nó đẹp nè, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, cho nó đẹp nè. Lấy thêm miếng nữa cho nó đậm đi, cho nó đậm một tí xíu nó mới đẹp được. Đó. Bây giờ xong rồi mình làm gì? Xong rồi mình lấy nè, mình lấy cái bột clear nè. Mình bỏ lên đây, mình dậm xuống đó, mình kéo nó xuống đó, nó sẽ có hai cái màu nó hòa vô với nhau, thấy rõ không. Rồi bây giờ mình làm gì? Rồi mình đắp một cái hũ ly nữa. Cho nó dài xuống, cho nó đủ bột nè, cho nó đủ bột, kéo xuống, thấy chưa? Xong rồi giờ mình để cho nó khô, rồi giờ mình qua bên đây, mình để cho nó khô ha, tí xíu mình quay lại ha, ok? Giờ mình để đây cho nó khô đi, giờ mình làm cái ngón này, cái ngón này mua làm một cái bên là marble, marble màu white. Có anh chị em nào hỏi tình yêu làm cái marble như thế nào, tình yêu chỉ luôn nè. Ok. Đó, bây giờ mình rảnh rỗi mình xanh nông nổi thì mình nè dùng cái màu clear bỏ lên. Đó. Rồi mình bỏ cái màu trắng lên, cái con bướm này đi, bướm này nó sẽ đẹp hơn. Cái con bướm này nó 7 màu. Lấy ít thôi, đổi ra đó. Bây giờ đổi ra, bỏ lên đây nha. Bây giờ mình lấy nè, giờ mình lấy cái bột lia nè, mình thấm nhẹ nhẹ lên đây đó, thấm nhẹ nhẹ lên đây. Rồi lấy con bướm bỏ lên, bỏ con bướm nè, con bướm này nha. Bướm này bướm mày hả bướm đó. Này bỏ bột lia lên đó, lấy ra bỏ bướm lên. Đây, chốt thấy rõ không, ta thấy rõ không nè. Bướm nè, bỏ lên, bỏ bướm lên. Bướm nè, mày hả bướm. Bướm nè, rồi.
làm gì? Mình qua đây lấy tí xíu clear đờ. Xanh chút xíu thôi nha, bỏ lên đây đó, bỏ lên đây rồi, cọ rồi lấy tí xíu nè, bỏ lên đây, bỏ lên đây cho nó đẹp. Bây giờ bỏ lên đây cho nó đẹp. Từ trên xuống dưới nè, đó, giờ mình lấy bột lia nè, từ trên xuống dưới nè, à, bột lia nè, bỏ từ trên xuống dưới nè, đó, thấy không? Mỗi con bướm mình làm kiểu khác nhau nha, cái này mình làm nó khác tí xíu nó đẹp lắm. Bướm nhiều khi có bướm đẹp bướm xấu nha mấy vị. bướm mỗi cái bướm là mỗi khác nhau, bướm này bướm đẹp bướm không đẹp nha. Bướm đẹp có nhiều khi bướm đẹp bướm có không đẹp nữa, chuyện nó bình thường thôi. Bây giờ nó nói bướm đẹp bướm xấu, thấy không? Nó bướm này mẹ ta đang làm live mình nó bướm đen nghe ghê mày, bướm đen mà chóng mặt luôn á. Chưa nha, chưa, cái này còn chưa xong đâu, chưa có xong đâu nha. Bướm này bướm 7 màu à, xong rồi để yên cho nó khô đi, cho nó khô ha, cho nó khô. Đó, bây giờ mình dẹp cái này vô. Mình dẹp cái bướm này vô, tí xíu mình xài bướm khác để mà. Có bướm bà hả? Bướm bà là bướm chà bá đó. À, bướm bà. Rồi, bây giờ mình để yên đây. Ok. Mình lấy cái chai, mình lấy cái ly nè. Mình lấy cái ly nè, đó. Mình cho một miếng alcohol vô đây. Mình lấy cái cọ nè, ok, mình dặm cái này ra trước cho nó giống mây nè. Được giống như mây không? Ừ. Thấy không? Dặm nó ra cho nó giống như mây vậy đó. Đó. Thấy không? Thấy nó giống mây không? Thiếu cho thêm nước sơn vô, chỗ nào cần làm mây nữa thì mình làm vô chỗ này đi, chỗ này nó chưa thiếu nè, thiếu một miếng nè, chỗ này đi, đó là mình dặm nó ra. Giống thấy cái đống bầu dày là sao? Bóng bầu dày là cái gì?
Là sao em? Anh không hiểu. Ừ, giống mày không? Rồi, bây giờ mình để đây. Rồi, cho đèn chút nữa đi, cho đèn chút nữa nó mới đẹp. Bày nhầy là cái gì em? Đóng bày nhầy hả? Vậy là không có giống mây hả? Hay sao? Trời, vậy mà còn không giống mây nữa hả? Rồi, chưa xong rồi, bây giờ mình làm cái gì? Cái chai treo nè, đó mình lấy cái chai treo nè, mình bỏ lên đây, đó mình bỏ lên đây nè, cái mình bỏ lên đây, cái này là lẹ nhất nè, đó nó lẹ nhất, tại vì cái này sao biết không, nó lẹ hơn là mình đắp bột thì nó hơi cực, đó mình bỏ lên, xong rồi mình lấy nè, mình lấy cái này nè, mình lấy con bướm nè, mình lấy con bướm xanh nè, con bướm xanh mình bỏ lên, bướm xanh cho nó bay đỏ lên cho nó đẹp, thấy chưa? Bướm xanh nè, bỏ bỏ bướm lên, đó, bỏ bướm lên, thấy chưa, bỏ bướm lên, bướm nó bay từ lưa luôn á, thấy chưa mọi người thấy không, đó, bỏ lên, bướm nè, đó, giờ em thấy bướm không, bỏ lên xong mình bỏ vô đèn mình hơ. Bỏ vô đèn mình hơ nè, hơ một phút. Okay. Trong cái thời gian đó, ví dụ mình design cái ngón này nó bị dính ra ngoài bột chủ chút xíu. Thấy chưa? Đẹp không? Bây giờ mình vũa cái này, đó mình vũa cái này lại. Ví dụ như móng mình vũa cái này, mình nó bị hơi ấy là mình vũa lại. Ok. Đó mình vũa lại. Rồi xong, bây giờ mình làm. Giờ mình làm cái gì? Nè, xong mình làm cái gì? Mình ok đúng không? Rồi, mình sẽ dùng cái sợi dây. Đây. Mình sẽ dùng sợi dây. Đó, mình dùng sợi dây nè, đây nè, bỏ lên đây. Bỏ lên đây để cho mình lấy cái sợi dây mình bỏ lên đây. Đó, ok. Đây chưa đi. Cái sợi dây màu nhạt nhạt nha, biết cho nó đẹp. Đây màu tím nè, đó mình bỏ lên đây một sợi nè, mình kéo từ đây qua đây đó. Chị em thấy không, từ đây qua đây nè, kéo cái sợi dây này dài ra nè, giữ một đầu. Tại vì có tay khách thì nó dễ hơn, nhưng mà tay này mình vẫn làm được ha. Đó, mình đưa nó vô. Thấy chưa? Mình đè nó xuống. Thấy đẹp không? Đè nó xuống. Đơn giản không? Đó. Sau là mình làm cái gì? Đây, mình lấy hộp xoàn. Đó, hộp xoàn nè. Lấy vài hộp thôi nha, làm kiển mà là làm kiển không có nên lấy nhiều để hao hộp xoàn. Đó, làm kiển không có nên lấy nhiều. Đó, bỏ lên nè, bỏ hộp xoàn này. Rồi, bây giờ mình bỏ hộp xoàn này. Bỏ cái top này lên luôn nè. Bỏ cái top lên nè. Đó. Rồi lấy hộp xoàn bỏ lên nè. Hộp xoàn nè. Đó.
cái này là hơi bị đẹp đấy, hơi bị đẹp ạ. Cái này là hơi bị đẹp luôn. Thấy chưa? Rồi mình bỏ vô đèn thấy không, mình hơ nè, mình bỏ vô đèn đó, mình bỏ vô đèn mình hơ nè, hơ một cúc. Cái này cũng vậy nữa, cái này trước khi mình bỏ lên đó, mình phải đè cái sợi dây xuống nè đó, rồi mình bỏ cái lớp này lên đó, bỏ cái lớp này lên nè. Xuống cho nó dính vô nè. Thấy chưa? Thấy đẹp không? Bỏ lên nè. Rồi sao mình làm cái gì? Mình bỏ cái top lên nè. Đó, bỏ cái top lên nè. Bỏ cái top lên. Một bên là mo bò, một bên là bướm. Hả? Lấy sợi dây hộp sò nhỏ này bỏ lên đây, đè cái sợi dây, ok, đè cái sợi dây lại, à, nhớ gọi hộp sò đè sợi dây nha. Bây giờ rồi, bỏ vô đèn, bỏ vô đèn, rồi cái này đem ra coi, cái này đẹp không, đẹp nhất hết không? Chưa, chứ này chưa có xong. Nhớ là phải bỏ cái này dưới nó nha, bỏ cái này dưới nè, đó nó nổi hay không là cái này nè, đó. Bỏ cái treo ở dưới nè, nó nổi nè. Xí, đó. Mọi người thấy nó đẹp không? Bỏ vô đây. Xí. Ngoài treo của anh dùng thì có treo nào gắn được hộp xoàn không? À, có em, có, đừng không nên dùng xài IBD treo. IBD treo là cái đó, là cái đó là gọi là để đắp móng, chứ không phải là, chứ không phải là cái đó gắn hộp xoàn. Có nhiều anh em á, chỉ bậy không mà chỉ lên đó giống như là thánh vậy á, chỉ cho người ta để người ta về người ta gắn hộp xoàn nó bị rớt. Không phải là anh bán đồ mà anh nói vậy đâu, cái đó không bao giờ nó dính, cái IBD treo không bao giờ nó dính được hết. Cái IBD treo chỉ là cái để gắn hộp xoàn, để mà làm bột làm treo mà thôi, chứ không phải gắn hộp xoàn đâu mà gắn gắn tầm bậy tầm bạ mà lên đó, trời ơi còn chỉ tầm bậy nữa chết luôn. Okay. Rồi giờ ví dụ như lấy ra cái cây này đi, anh chị em thấy nó đẹp không, thấy nó đẹp không, mình nói thiệt luôn, mình thấy cái kiểu này đúng đẹp không, nhìn đẹp không, anh chị em thấy nó dễ không nè, cái này mình thấy nó dễ không, chẳng hạn như vậy. Bây giờ mình làm xong rồi đó, rồi mình còn bỏ một lớp treo dưới nè, lớp treo ở dưới nè cho nó sáng, cho nó sáng nè, thấy chưa? Giờ mình bỏ dưới cho nó sáng nè, đó nó sáng không, thấy không? Bây giờ mình bỏ vô cái đèn hơn lần nữa đó, anh chị em thấy cái móng nó đẹp không, thật sự hỏi thiệt á, đẹp không, đúng đẹp đúng không? Nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp, là tại vì sao đó, bây giờ mình có thể mình sờ nè, mình sờ nó không có còn nhám nữa nè, bây giờ nó không có bị nhám là tại vì sao, cái lớp này nó sẽ phủ lên cái lớp này, cho nên cái này mình che nè, đó anh chị em thấy đẹp không? Mình mua qua mua lại cái con bướm nè, nhìn nó đẹp lắm. Anh chị em thấy không? Đó, bây giờ mình có thể mình mua. Đây là những cái mà rất là đơn giản, tình yêu muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người dễ kiếm tiền. Nó rất là đơn giản lắm. Nhưng mà cái này nó rất là hay, là tại vì sao? Mình bỏ con bướm lên thì nó quá đơn giản, đúng không? Mình làm một chút gì đó, cái màu xanh nó làm cho tưởng tượng giống như là bầu trời. Rồi chẳng hạn như dưới đây là cái màu nó trong suốt, nó clear. Nó clear thì đương nhiên nó phải thấy được cái độ clear của nó. Rồi ví dụ như vậy thì nhìn con bướm nó xinh xắn hơn, nhìn nó đẹp hơn. Chẳng hạn như đây là những cái bí quyết mà tình yêu được chia sẻ cho mọi người. Đó là cái, ví dụ giờ hai cái mẫu là anh chị em thấy không? Nó rất là đẹp luôn, nó đẹp cực kỳ luôn, thấy không? Nhìn đi, trong suốt nè, nó trong suốt nè, thấy không? Rảnh rỗi, tình yêu rảnh rỗi, tình yêu kiếm mẫu, tình yêu chia sẻ cho mọi người để mọi người kiếm tiền. Mấy cái này thấy đâu có gì đâu khó đâu, đúng không? Đẹp không? Nhìn nó có kim tuyến, có bướm nè, bên đây nó có mo bồ treo nè, thấy chưa? Mo bồ bằng bột nè, thấy chưa? Nhìn đẹp không? Nhìn nó khác hẳn với tất cả những cái design đơn giản lắm, nó rất là đẹp.
anh chị em dễ, rất là dễ kiếm tiền đó, rất là dễ kiếm tiền luôn. Những cái đơn giản này anh chị em có thể lấy nó 10 đồng 15 đồng một cái design như vậy, đúng không? Nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp đó. Bây giờ mình nhìn kỹ đi, bây giờ tình yêu để ở đây nè đó, cho mọi người coi đó. Chỉ có dài bao làm bao lâu đâu, chỉ có được có mấy phút mà. Chỉ có được chút xíu thôi là mình làm được những cái design. Đây là có nghĩa là mình chưa có cái bàn tay của khách hàng là mình đã làm đẹp như vậy rồi. Nếu cái bàn tay của khách hàng nó còn đẹp hơn nữa, đúng không? Rồi, như vậy là mình đã coi được những cái mẫu mã đơn giản, hai cái mẫu mã tình yêu đã mới sáng chế ra rất là đẹp. Anh chị em coi đi. Rồi để mình làm mình kiếm tiền. Đó, mình làm mình kiếm tiền. Đây. Bây giờ